chào các bạn. Hôm nay mình vẽ theo yêu cầu, đó là nhân vật Zenitsu nhé các bạn. Bây giờ cùng mình tìm hiểu về nhân vật Zenitsu là ai và sức mạnh của Zenitsu nhé các bạn. Agatsuma Zenitsu là một kiếm sĩ diệt quỷ thuộc sát quỷ đội, cậu là bạn đồng hành của Kamado Tanjiro, đồng thời cũng là một trong những nhân vật chính của Kimetsu no Yaiba. Ngoại hình, Zenitsu là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng với đôi mắt vàng kim cùng chân mày rậm. Cậu mặc bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn màu đen với bộ Harry màu vàng có hoa văn nhiều hình tam giác nhỏ màu trắng. Tính cách, Zenitsu là một người nhút nhát. Cậu liên tục tuyên bố rằng mình không còn sống được bao lâu do công việc quá nguy hiểm là trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Zenitsu cũng rất mê gái và luôn sa vào những cô gái mà cậu cho là dễ thương, yêu cầu họ kết hôn với cậu ta nhiều đến mức khiến người khác khó chịu. Tuy có lòng tự trọng thấp, không ngừng sợ sệt, luôn khóc lóc và trốn chạy, nhưng cậu vẫn sống theo những kỳ vọng mà người khác đã đặt vào cho mình. Cậu tuyên bố rằng mình muốn sống một cuộc sống an nhàn, nơi cậu có thể trở nên hữu ích với mọi người. Zenitsu rất tôn trọng và ngưỡng mộ đồng đội, đặc biệt là với người thầy quá cố của mình, Shihan. Khi Zenitsu trở nên nghiêm túc và tập trung, cậu hầu như dẹp bỏ phần nhút nhát của con người của mình và chiến đấu với một nhân cách hoàn toàn khác. Tiểu sử, khi Zenitsu còn là một đứa trẻ, cậu bị một người phụ nữ lừa gạt và buộc phải gánh một khoản nợ cực kỳ lớn. Trong lúc khủng hoảng, cậu đã gặp được ông Kuwajima Jiroru, người đã cứu giúp cậu khỏi quãng thời gian khó khăn. Ông quyết định sẽ huấn luyện Zenitsu trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ cùng với đại đệ tử của mình, Kagaku. Trong một ngày huấn luyện mệt mỏi, Zenitsu đã trốn lên một cái cây vì cảm thấy mình đã làm ông thất vọng. Đột nhiên, một tia sét đánh trúng đầu cậu, khiến tóc và lông mày của cậu chuyển thành màu vàng. Kagaku rất ghét coi thường Zenitsu. Tuy nhiên, Zenitsu vẫn tôn trọng và xem Kagaku như một anh ruột của mình. Với mong muốn chiến đấu bên cạnh Kagaku, cậu đã tự sáng tạo ra một thức mới là hơi thở của sấm sét, có tên là Hỏa Lôi Thần. Sức mạnh và khả năng của Zenitsu. Khả năng tự nhiên, thính giác nhạy bén. Zenitsu là một người có thính giác nhạy bén, cho cậu khả năng phát hiện nguy hiểm từ âm thanh, kể cả những âm thanh nhỏ nhất. Thính giác của Zenitsu tốt đến độ cậu vẫn có thể nghe được những người khác khi đang ngủ. Cậu có thể nghe âm thanh từ mạch máu, nhịp tim và dễ dàng phân biệt được thứ âm thanh của người lẫn quỷ. Cậu cũng có thể nghe được tiếng lòng, cảm xúc của người khác nhờ vào thính giác của mình. Chiến đấu vô thức. Zenitsu có thể chiến đấu ngay cả khi đang ngủ. Mỗi khi gặp nguy hiểm, nỗi sợ hãi của cậu vượt quá giới hạn của bản thân khiến cậu bất tỉnh. Trong lúc ngủ, Zenitsu có thể sử dụng kiếm thuật của mình hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng. Tuy nhiên, khi dần trải qua nhiều khó khăn và nguy hiểm, Zenitsu ngày càng cải thiện kỹ năng và lòng can đảm theo thời gian. Vì vậy, cậu ngày càng ít phụ thuộc vào khả năng này. Tài năng chiến đấu của cậu được chỉ ra bởi Giyoru, đồng thời cũng là dục thủ của cậu. Tuy chỉ có thể học được thứ thứ nhất là cụ hơi thở sấm sét, nhưng cậu đã mài dũa nó đến mức đỉnh cao của đỉnh cao, khi có thể sử dụng nhiều lần cùng lúc mà không gặp phải vấn đề gì. Ngoài ra, cậu còn có thể tự tạo ra một thức kiếm cho riêng mình, tốc độ cực cao. Zenitsu là một trong những kiếm sĩ nhanh nhất của sát quỷ đội. Cậu sở hữu một tốc độ di chuyển cực cao và phản xạ cực linh hoạt. Nhưng khi cậu rút kiếm cắt đứt lưỡi của một con quỷ cực kỳ nhanh gọn và chính xác. Đặc biệt khi đang dùng Hỏa Lôi Thần, tốc độ của cậu được mô tả hoàn toàn nằm ngoài sự nhận thức. Hơi thở của sấm sét. Zenitsu được dạy bởi cựu minh chủ Jiroru. Kỹ thuật này giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ của người dùng trước của loại quỷ. Có tổng cộng 6 thức kiếm có thể sử dụng với hơi thở của sấm sét, nhưng Zenitsu chỉ sử dụng một thức duy nhất trong 6 thức, được cho là thức đơn giản nhất. Sau này cậu sáng tạo ra thức thứ 7 của Hỏa Lôi Thần, một thức kiếm dành riêng cho cậu. Thức thứ 7 Hỏa Lôi Thần là thức kiếm do Zenitsu sáng tạo ra. Khi sử dụng, cơ thể cậu trở nên phát sáng với hào quang của một con rồng lửa và sấm sét, cho cậu khả năng di chuyển với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Có thể lao đến chém bay đầu tân thượng huyền lục Kagaku trước khi hắn nhận thức được điều gì xảy ra. Zenitsu thừa nhận rằng cậu tự sáng tạo ra thức kiếm này với mục đích muốn chiến đấu bên cạnh Kagaku. Mình đọc tí thông tin ngoài lề của Zenitsu nhé. Họ của cậu, Agatsuma, là một trong những họ phổ biến tại Nhật Bản. Theo nghĩa đen là vợ tôi. Có nhiều cách đọc cho họ này như Ayuma, Wayuma, Wagatsuma là một trong những số đó có thể đọc được là Gasai, như tên của Yuno Gasai trong Mirai Nikki. Tên của cậu Zenitsu có nghĩa là an nhàn lương thiện. Trong một đoạn phát sóng của Kimetsu no Yaiba, Gotouge nói rằng tên của cậu được phát âm là Zenitsu với âm tiết là su kéo dài ra thay vì nhấn mạnh là Zen, Zenitsu. Tóc của Zenitsu ban đầu là màu đen,
nhưng sau khi cậu trốn lên một cái cây trong lúc luyện tập, cậu bị sét đánh và tóc chuyển sang màu vàng. Chiều cao và cân nặng của Genesu là 1m64 và nặng 58kg. Genesu có xuất thân từ Uchi Gomeku. Sở thích của cậu là chơi Hanafuda, một loại bài truyền thống của Nhật, và Sugoroku, một trò chơi mà trẻ em hay chơi vào dịp lễ. Món yêu thích của cậu là đồ ngọt và món ăn đắt tiền. Genesu xếp thứ hai trong cuộc khảo sát nhân vật được yêu thích nhất lần đầu tiên của Kimetsu no Yaiba. Mình đọc tới đây thôi nhé các bạn. Bây giờ các bạn xem video mình vẽ nhé. Nếu thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh cho kênh mình ngày càng phát triển nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.